Xin chào các bạn, thì hôm nay tiếp tục cái bài mà sử dụng email maker. Thì trong bước thứ hai tôi đã giới thiệu cho các bạn là chúng ta có ba sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất đây chính là bạn bắt đầu với tài liệu chống. Lựa chọn thứ ba là bạn sẽ có một cái phong bì lưu trước và bạn muốn sử dụng trong email maker, nhưng mà hình của bạn thì hiện đang mở ra một cái tài liệu chống và bạn sẽ chọn tùy chọn này là nơi thay thế cho tài liệu chống cho phong bì của bạn. Thì bước thứ ba là bạn làm gì? Sẽ làm cái bước thứ ba sau như sau. Đấy. Đấy, hiện ra cái phong như này. À, hiện tại tôi không muốn thay đổi cho nó. Tôi nhấn em. Sau cái bước thứ ba là bạn phải kết nối đến cái danh sách nhiệm. Thì là bạn phải chọn cái danh sách chủ nhiệm có sẵn và bạn có thể tạo ra một cái danh sách mới. Trong bước này thì tôi sẽ bạn sẽ kết nối cái danh sách thông tin người nhập và ứng dụng vào cái tài liệu của bạn. Bạn quay lại lựa chọn sau. Lựa chọn thứ nhất là nếu bạn đã có một cái danh sách người nhập và chưa thông tin mà bạn muốn cập nhật thì bạn hãy chọn cái đường dẫn này, đúng không? Bạn chọn vào nút thứ hai, select from Outlook Connect. Trong trường hợp là nếu bạn đã có cái danh sách liên lạc trong Outlook rồi thì bạn hãy chọn là folder. Trong trường hợp này thì tài liệu của tôi không có một cái danh sách Outlook cho nên là tôi không liên lạc được. Trong cái tài new list thì nếu bạn đã chưa có cái danh sách thì nhập thì danh sách mới thì được lưu vào cơ sở dữ liệu đã chuyển file là mdd, đúng không? Trong cái thư mục my data sau nơi mà tài liệu của bạn như thư mục lưu của nó và bạn có thể tái sử dụng cho những cái lần dùng thư sau này. Trong trường hợp này tôi sẽ chọn là user edit list. Tôi kích vào browse tức là chọn cái thư mục để mà có chứa cái thông tin người nhập này, thông tin cá nhân này. Đây, nó hiện ra như thế này. Cái thư mục mà tôi lựa chọn đó là tôi lưu ở ngoài cái tóc trong cái file thử nghiệm này. Nhớ các bạn. Vậy là nó hiện ra cái bảng mail manager system. Trong cái bước này thì các bạn có thể chọn phân loại làm danh sách thông qua cái bạn muốn cho cái tài liệu đó. Sau khi kết nối với danh sách thì nhập thì chọn cái danh sách những người mà bạn muốn gửi đơn. Bạn hãy làm tất cả trong cái hộp thoại mail này, mail manager system này, thấy không? Tất cả người nhập đều có một cái dấu chọn gần với tên của họ, bạn có thể xóa để bỏ đi nếu bạn không muốn chọn người đó, bạn không muốn gửi, bạn không nhìn ra cái tên người đó, đúng không? Tôi nhắc lại là trong cái email manager này được dùng trong việc là bạn in ấn các tài liệu cùng nội dung nhưng khác thông tin riêng. Chúng ta có thể ví dụ như có thể in ra chính sách, in ra các văn bản ngoài văn bản hành chính, đúng không? Mà nội dung thì nó giống nhau nhưng mà thông tin cá nhân gửi cho từng người thì nó khác nhau. Ta sẽ tiến hành là sort và lọc, nhầm sort và chọn để chọn tên một mà bạn muốn xem lại hoặc là xếp và chọn vào filter là để nhập vào tên trường này, chọn này. Đấy, tôi muốn sắp xếp tên trường tên cho nha. Đấy. Đấy. Nó sẽ sắp xếp theo chiều nào? Nó sẽ sắp xếp theo chiều là cái nào nó theo giải ký tự ABC. B là chữ U này, chữ U là chữ B, N này, B là T này. Đấy. Filter cái trường này thì dùng để nhập tên trường và các giá trị trong danh sách người nhập mà bạn muốn.
như là tôi muốn chọn là cũng làm ra những cái bạn mà có danh sách sinh năm 1990 còn là ok đã sinh ra Hà Lan và Trần Trần Hoàng Siết ngon cái mục thứ ba là để xem thông tin người nhận đó đấy. Mà thông tin này nó có sự trùng lặp hay không, nghĩa là báo cáo xem có sự trùng lặp trong cái danh sách không, trong danh sách tôi không có sự trùng lặp nào hết. Bởi vì để xem thông tin của người nhập mà ví dụ như tài liệu của bạn có rất nhiều, bạn muốn xem tài liệu của người bất kỳ nào đó thì các bạn nhấn vào đây chọn thêm quá, ví dụ muốn xem tài liệu của bạn là B này thêm quá đấy. À đây nó hiện ra đây rồi. Chẳng hạn. À, chúng chọn
bỏ cái nguyên nhân của nó là cái liên quan đấy không? Nếu mà bạn nhập ra trong danh sách người bạn một số nguyên nhân mà bạn không có bạn mà không có thì click vào edit này đúng không? Để chọn này đấy, chọn lại hộp kho này mail viết chưa chỉ mở ra và bạn có thể bỏ cho và cho nhiều người trong danh sách này những mục tiêu. Bước tiếp theo là bạn sẽ bước cuối cùng là bước cuối cùng này bạn sẽ hoàn tất cái việc mailer email của mình. Bạn click vào link đúng không? Trong cái hộp quà này thì bạn sẽ nhập thông tin số cha cha nhà mình gọi mình không tên. Còn cái này chức năng này được dùng để làm gì? Chức năng này thì nó sẽ tạo ra một cái bảng tiêu riêng bao gồm tất cả các tiêu trong cái đại này của bốn mới sau khi xem là dự trữ bao nhiêu trong tài khoản này và có thể khi nào tiêu hoặc là bạn có thể lưu trữ tài liệu và để năm sau nếu bạn muốn giữa lại những cái thay đổi sửa lại những thay đổi đã được dự kiến trong các bao nhiêu cụ thể đó thì bạn phải chắc chắn rằng mình đã lưu trữ tài khoản này đúng không? File này sẽ được lưu tổng hợp cái tài chính nó không liên quan đến tài chính cả cũng nhân ra thì trang một trang nữa những công ty để xuất ra một trang mà trang độc lập cho nó nguyên nguyên nó nhìn ra một trang độc lập như thế này quay trở về cái trang bắt đầu nhé và tại hồi nó nhìn ra ví dụ tôi nó nhìn ra từ trang 1 đến trang 12 nhấn OK. Đây như này trong này thì tôi sẽ máy của tôi là chiếc đế như là nó rất là nhẹ nhẹ hơn so với PDF nữa đúng không? Rồi như này ở đây các bạn nếu các bạn muốn làm in với tài liệu thì các bạn để nguyên như này còn nếu mà các bạn ví dụ như các bạn in dạng của một quyển sách có chia làm hai phần thì các bạn sẽ click vào hai này tôi nhấn OK và chờ máy nó hơi chậm tí đấy. Ở đây thì chắc nữa tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái login trên cái mục này. Ở đây kết quả này các bạn đấy kết quả nó như thế hiện ra có hai hiện ra có hai người đúng không? Hiện ra hai người với mức xanh nhanh là 990 đấy. Ở đây trên tôi xin nói thêm nữa là trên cái thanh là Robin này thì trong cái tab mailing này các bạn để ý này cái mục đầu tiên start mail mailer thì đây là thời điểm bắt đầu cho bạn chọn cái tài liệu và sau đó bạn tạo chỉnh sửa danh sách người nhập trong cái mục thứ hai này view insert view này đây là nơi mà bạn sẽ chèn các member file sử dụng ruler để thể hiện cái thao tác thanh toán cho tài liệu đúng không? Đấy. Đấy. Còn ở trong cái mục review phía up này thì bên cạnh xem tài liệu đã hoàn thôi thì bạn có thể kiểm tra đổi những cái tư liệu